Vương cung thánh đường San Peter nằm ở trung tâm thành phố Vatican, là nhà thờ quan trọng và linh thiêng nhất trong thế giới Công giáo. Người ta xây nên Vương cung thánh đường vào năm 324 ngay trên phần mộ của Thánh Peter, một trong 12 vị tông đồ của Chúa Giêsu bị hành hình và tử vì đạo dưới tay bạo chúa Nero. Sau khi đại đế bãi bỏ lệnh cấm đạo, nhà thờ San Peter được truyền xây gần nơi Thánh Peter bị hành hình khoảng 300 năm trước. Vào năm 1506, kiến trúc sư Donato Bramante, người quyết định phá đi nhà thờ cũ và xây nhà thờ mới. Sau khi Bramante qua đời, kiến trúc sư Michelangelo thay đổi bản vẽ, quyết định xây một nhà thờ lớn hơn, thiết kế lại phần mái vòm cũng như trang trí phần bên trong như những gì chúng ta thấy ngày nay. Vương cung thánh đường San Peter được xem là nhà thờ vĩ đại nhất trong những nhà thờ Công giáo. Người ta ấn tượng trước sự nguy nga của cả công trình được xây dựng theo lối kiến trúc phục hưng. Bên trong được thiết kế như hình thập giá, với tâm là bàn thờ chính. Phía dưới được cho là hầm mộ của Thánh Peter và bên trên là mái vòm cao. Bên những cây cột to lớn trong thánh đường là 39 bức tượng thờ những vị thánh đã cùng khai sáng ra nơi đây. Công trình tập trung nhiều bức bích họa, tranh ghép, phù điêu tinh xảo và đầy tính nghệ thuật. Nhiều bức tượng có giá trị lịch sử to lớn được trưng bày trong Vương cung thánh đường. Nổi tiếng bậc nhất là bức tượng Pietà, hay còn gọi là tượng Đức Mẹ Sầu Bi của họa sĩ Michelangelo. Bức tượng cẩm thạch trắng là hình ảnh Đức Mẹ ôm xác Chúa Giêsu trong lòng sau khi đem xác xuống từ thập giá, dựa theo một trong 7 sự thương khó của Đức Mẹ Maria. Tác phẩm là kết tinh của tài năng phi thường, nỗi thổn thức và sự đồng cảm đạt tới mức thần thánh trong niềm tin tôn giáo. Mẹ ngồi với tư thế vững chãi, thể hiện tình yêu thương bao la rộng lớn của người mẹ sẵn sàng che chở, bảo vệ cho con. Hai mắt mẹ nhắm nghiền với vẻ mặt tĩnh lặng và nghiêm nghị, như kìm nén nỗi đau sâu thẳm khi mất đứa con trai duy nhất. Nỗi đau của Đức Mẹ là nỗi đau của thần thánh, không có những giọt nước mắt hay những lời khóc than, nhưng ẩn sâu bên trong là một nỗi đau không diễn tả thành lời. Có thể nỗi đau ấy chứa đựng sự bao dung cao cả và sự nhân từ độ lượng. Vương cung thánh đường San Peter là nơi cử hành tất cả các nghi lễ quan trọng của tòa thánh Vatican. Thánh đường cũng là nơi an nghỉ của các vị giáo hoàng và một số nhân vật quan trọng. Đến thăm nơi này để trải nghiệm cảm xúc về đức tin của nhân loại, về những niềm ao ước, hy vọng lớn lao trong đời sống ngắn ngủi, và để cảm nhận niềm tin vô biên của mỗi con người dành cho tình yêu và hòa bình trong một thế giới an lành.